cảm ơn với sự hiện diện của quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa hôm nay. Thì xin mời đại diện hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể sẽ dành một cái cúi chào đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu bao giờ cũng là niềm đam mê cháy bỏng và khát khao nhất trong tuổi trẻ. Tình yêu như tia nắng mặt trời và tình yêu như sóng biển chiều hôm. Tình yêu như chén rượu nồng, cố vào một chút để hồng đôi môi. Và hôm nay là ngày đến sánh đôi, có tình đôi đứa của anh với nàng. Vâng, và sau một thời gian quen biết tìm hiểu cho tới buổi trưa hôm nay thì cũng đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ và đủ cả chữ duyên. Và đặc biệt hôm nay đủ cả quan viên vốn họ hai nhà chúng ta có mặt đông đủ tại đây, có mặt trong lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay nào quý vị ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, lấy chồng thì đâu chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn họ hàng nội ngoại gần xa, còn anh còn chị, còn ta còn mình. Trong ngày vui, ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, các bậc làm cha làm mẹ cũng sẽ có những món quà thật là ý nghĩa và đặc sắc nhất để dành tặng cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin được trân trọng kính mời những món quà đến từ bố mẹ của cô dâu ạ. Vâng. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, tiếp theo xin mời những món quà đến từ cô chú Lò Văn Trài, Lò Thị Hơn sẽ cùng tiến lên sân khấu để tặng quà cho hai con, hai cháu của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Theo là món quà của chú Thím, của chú Lò Văn Ó của bà Thím Lò Thị Kỳ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Đôi những ai hờ lu lu khơi ai ơi ai chia sáng luôn ao ngậm tình mi hạt ao cần bánh ao cần hương lâm nhà sông trắng. Vâng, tiếp theo xin mời món quà của cô chú Lò Văn Sương và cô Lò Thị Bợ. Vâng, xin được trân trọng kính mời cho hai cháu hai con của mình, trân trọng kính mời. Đẹp bên con ma ai hắc nong ai bao tập đi chưa bao hạt nhà rất khổ nó nhà in chú nó mặc nó nhanh ai thôi nữa. Theo xin trân trọng kính mời Thím Lò Thị Doai sẽ có món quà nhỏ để tặng cho hai con hai cháu của mình. Vâng, xin trân trọng kính mời Thím. Thank you.
lu khơi ai ai chi sáng nu ngậm tiền đi hạt ẩu cần bánh ẩu cần. Dạ vâng, xin được cảm ơn những món quà thật là ý nghĩa của những bậc song thân phụ mẫu cũng như là gia đình hai bên để tặng cho dành tặng cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa thầy quý vị, có người thì có tổ có tông, những cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới biển lặng sông sâu, mà đôi bạn trẻ từ đâu mà có? Chính là nhờ ơn sinh thành của cha mẹ, đúng không quý vị? Dạ vâng, người xưa đã có câu thơm cho roi cho bọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vâng, mổ gà thì phần ông cái đùi, mổ lợn thì phần đuôi với cái mong giò. Muốn qua sông thì phải đầy đò, muốn con hạnh phúc thì phải nghe lời dặn dò của mẹ cha. Vâng, giây phút ở đây xin mời đại diện cho phái đoàn họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu cũng như là cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời. Khỏi nhà cháu với phép bị học tôi về tên cá đại con. Mới đi cho cháu chắc món khỏi cháu hà đại mới đi viết chăn mưu bóng lên ngam xin mấy. Xin cháu khỏi cháu mê ru nói thế. Hình thế hi là hợp cỡ những hậu cảm nhân phụ em biết tại vì cả hai con nó và khỏi cho cỡ những xe kèm cũng như bác hạ để sáng. Thường chơi thì nó cũng khỏi cỡ những kiếm lại vay mi với xe cái nói tổ chức khởi xong đô xong làm mới rồi. Vì nó có mê xong bản xa má xong nhân sáng xá những hạt nhân bánh. Băng có về băng cảm thấy đám nơi sửa đi sắc tao khổ hôn mà tụi mất vua mất chúc phúc chúc hồn ở xong làm mới xong khỏi cỡ để con cảm ơn có mê thương mới thì chúng ta khỏi. Chúc hợp viên ông của mẹ tiếng cá này con phở cờ cá này mưa nả phở cờ hảo khăn hạc bánh mất thủ mất búa sống ngon phương khỏi hảo khăn nước viên ông nữa. Dạ vâng, cảm ơn lời phát biểu rất là mộc mạc và ý nghĩa của đại diện gia đình họ nhà gái. Dạ vâng, xin mời đại diện gia đình họ nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu nhận dâu. Xin được trân trọng kính mời. Alo, kính thưa các cô ông, cô bà, kính thưa các cô dì chú bác, kính thưa các vị quan khách, kính thưa ban tổ chức, tôi được sự đại diện của bên nhà trai từ xã Sơn Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hôm nay tôi đến đây rất chúc phúc cho hai em hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Lời đầu tiên nhất tôi gửi lời tới các vị khách quý một bữa tiệc rất là thân mật. Tôi được sự của gia đình gửi gắm tôi đến đây để tôi nói đôi lời với hai em hai cháu Hải và Lò Phúc đã được sự tìm hiểu và được sự nhất trí của hai gia đình bố mẹ và được hai bên chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã tán thành cho hai em được thành đôi vợ chồng. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi hãy đoàn họ nhà trai chúng tôi đến đây, hãy đoàn họ nhà gái tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cũng hơn tuần nữa lại sang một năm 2024 năm mới, tôi chúc toàn thể gia đình các ông các bà bên nhà gái bên Lai Châu một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn thành đạt, thêm lộc thêm tài, được gì được đấy, vạn sự được như ý. Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, một tràng vỗ tay dành cho những lời phát biểu rất chân thành của một bạn nào quý vị ơi. Dạ vâng, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại nhất của hai cháu của mình thì cho phép MC Văn Đạt cũng xin thay mặt cho hai bên gia đình cũng xin được phát biểu một đoạn phái chú nhân cũng gọi của
những người bạn cũ mới bỏ nước ta mới lại nặng mốc kỳ mới muôn nên có khỏi có mấy hàng ngàn xưa so tăng nả so khoái chú hơn so chú ở tên lại phần mẹ pin nòng phủ dân phương bản tướng trà bàn này nữa phủ dân cán mương tướng trà hù phủ bế ca này tướng màn khòng phủ dân nòng dân nam mít bà tướng màu phủ đêm đồ tàu ở nhớ sùng dao phủ hết mấy bà ở sáu đất bà phủ trà bàn phủ hết mấy làn mấy làn phủ bế bó phá ngay hù phủ hết mấy chú sáu đất chú mấy nấp pin nòng nữa vâng kính thưa toàn thể quý vị trong trong lúc này đây thì các đấng sinh thành vui mừng khôn xiết niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ vâng xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho cha mẹ cô dâu và chú rể vâng xin mời song phân phù mẫu của cô dâu và chú rể sẽ cùng trở lại cảm ơn những quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa hôm nay vâng xin được trân trọng kính mời ạ xin chào pin ông con mẹ thầu kéo lại con trong bản sáng ná sóng nhân sáng xá ở những hạt nhang phanh thấy đám nơi sửa đi má chúc phúc chúc bốn hở sóng đô sóng lan sống tươi mong khỏi cõi giòn cảm ơn con mẹ bản mương con mẹ bản cuống là thôi cả hào khăn cứ sóng má mới hơn ba tăng khỏi sức cò nên mà được yếu bà nghe rồi về sáng nay rồi có phải chúc mừng chúc phát này chuyện mình mà khỏi chú đang sân khấu rồi mới chén nào cũng là chứ mới pin ông pho mẹ tính cá lại thôn và có phải về bán sản hạt canh mà thủ mắc cua sang con thôn khỏi cũng khỏi là giòn cảm ơn đây có bên ngoài là chú tăng sân khấu là có lúc phải này là chung mừng chúc ban thầy khỏi mít chén đầu chúc phúc chúc buồn hợp pin ông pho mẹ tính cá lại thôn nên là khỏi sau cá sau mới pin ông pho mẹ nữa khỏi là do cảm ơn pho mẹ là bàn xuống hạt bánh sang món không khỏi mà là thảo khăn này nó bị nòng pho mẹ nó và có kiếm kế và cái sản nhá trâu nó kiếm đào qua nhá xài nó bị nòng nó mua đi con sợ cam rồi.